Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với live stream của Sport Hùng. Chúng ta cùng đến với trận đấu đầu tiên của giải cầu lông Badminton Unlimited do anh Quốc Việt Badminton tổ chức. Phía gần màn hình của chúng ta, cặp đôi vận động viên Long Tô đến từ Quảng Ninh và đối thủ của họ là cặp đôi Trí Đức Tuấn Anh đến từ Mạnh và Tuấn Anh đến từ Shibuya, Hà Nội. Trận đấu bắt đầu. Xin chào tất cả mọi người. Nếu mà mọi người đang theo dõi được cái live stream này thì mọi người có thể comment 1 để Hùng có thể nhìn thấy và có thể chào mọi người, đúng không ạ? Điểm số 1-0 cho cặp đôi Long Tô ở Quảng Ninh. Điểm số 2-0. Cặp đôi Long Tô là cặp đôi một trong hai cặp đôi mạnh nhất của cầu lông tỉnh Quảng Ninh. Và chính xác thì hiện tại họ đang là cặp đôi trẻ và mạnh nhất. Ok, xin chào anh Dũng nhá. Xin chào anh Trần Minh Hà, cảm ơn đã chia sẻ. Xin chào anh Thung Canh. Xin chào chú Luân Nguyễn. Xin chào Huỳnh Danh. Xin chào anh Phạm Đức Chính, cảm ơn đã chia sẻ. Có cả bảng điện tử luôn. Cực chất luôn mọi người ạ. Điểm số 2-0 cho cặp đôi Long Tô. Đè cầu rất hay từ anh Tô. Anh Tô, tên thật là anh Hùng. Đánh ở nhà thi đấu Hoàng Mai nha mọi người, nếu mọi người ở gần có thể đến xem trực tiếp ạ. Trận tiếp theo trận đấu trên hai sân là 4 đội của bảng D. Xin mời các vận động viên Việt Tú, Triệu Hải, Đức Nghĩa, Hiếu Hùng, các vận động viên chuẩn bị lượt trận thứ hai. Xin mời các vận động viên Việt Tú, Triệu Hải và Đức Nghĩa, Hiếu Hùng, các vận động viên chuẩn bị thi đấu lượt thứ hai. Thank you.
Hello mọi người, Hùng quay trở lại rồi đây. Hùng vừa sang bên kia đặt máy quay ở trận đấu giữa Lê Văn Tú, Đào Mạnh Thắng và cặp đôi Phương Hải. Tỷ số hiện tại đang là 9-4 nghiêng về cặp đôi của Quảng Ninh, cặp đôi Long Tô. Hello mọi người, trận đấu mọi người xem hay không ạ? Hùng sang bên kia nên không biết diễn biến trận đấu diễn ra như thế nào. Mọi người cùng tăng bạn bè vào xem nha. Nếu ủng hộ Hùng, yêu quý Hùng có thể giúp Hùng chia sẻ đến nhiều người hơn ạ. Thì cầu lỗi đến từ vận động viên Tô. Đội điểm 59. Em chào anh. Cầu ngoài sân 69. Long Tô anh ơi. Và bạt cầu rất hay của anh Long. Long sát thủ. Đánh cầu rất sát thủ. Rất tiếc cầu không qua lưới. Đội điểm 70. Đội áo đỏ kia là đôi Xuân Mạnh và Tuấn Anh của đơn vị Sipucha Hà Nội ạ. Đôi này mới vô địch cúp báo tuổi trẻ thủ đô ở nội dung đôi nam nâng cao. Đúng rồi, Long Tô nha anh Phạm Huy ơi. Xin chào anh Đặng Thái Sơn, chúng ta comment 2 lại chào nhau phát nữa nha. Xin chào anh Đăng, cảm ơn đã giúp em chia sẻ live stream. Sáng giờ Hùng chưa ăn gì, tại nãy dậy hơi muộn. Xong rồi bận tí việc nữa mới ra sân được. Đang thiếu nước, đang thiếu cơm. Rất hay. Pha gõ cổ tay cực kỳ cắm. Em chào anh Cảnh Lê nha. Anh Việt ơi, cho xin một nước. Hello mọi người, có đâu đó khoảng chắc tầm chục đôi mọi người ạ. Tầm hơn chục đôi, toàn đôi mạnh hàng đầu của cầu lông Việt Nam thôi ạ. Anh Long đánh cầu rất là gắt luôn ấy. Xe đạp điện. Điểm số 12-13 cho Tuấn Anh Xuân Mạnh. Trận này thực ra vừa rồi có bạn comment là đôi Tuấn Anh Xuân Mạnh không thắng được Long Tô thì gọi là kiểu nói là kiểu là yếu hơn nhiều. Thì thực sự là không thể đánh giá như thế được đâu. Đôi bên kia họ là vận động viên chuyên nghiệp, họ đánh cũng rất là tốt. Điểm 16-13 cho Tuấn Anh Xuân Mạnh. Các vận động viên tiến hành đổi sân. Vậy là trận đấu sẽ được đánh một set 31 nha mọi người.
khi mà Hùng đăng những cái video lên YouTube ấy, thì Hùng thấy rất là nhiều anh em kêu là sao lại đánh xếp 31. Nhưng thực ra thì ở ngoài Hà Nội này, các cái giải đấu đều tổ chức, đa phần là tổ chức xếp 31. Chứ đánh 3 xếp 21 thì không thể có thời gian mà đánh. Đấy là một cái điều gì đó hết sức là bình thường, trong khi nhiều bạn thì tỏ ra rất là ngạc nhiên. Hello mọi người, góc này xem có tạm được không ạ? Mọi người có muốn góc quay nó gần hơn một chút không? Điểm số 14-16. Cặp đôi Long Hùng đã có vẻ nghiêm túc hơn. 15-16. Mười sáu đều. Vẫn qua lưới. Đập cầu không qua lưới từ Xuân Mạnh, 17 đều. Xuân Mạnh lần trước thấy đánh 88S 2019. Bây giờ đánh không biết, hình như 88S 2020 thì phải. Hay là 88D đó. Rất hay, cổ tay anh Tô rất dẻo. Hùng thích nhất là cách thi đấu, rất phong cách thi đấu cực kỳ bình tĩnh đến từ vận động viên Tô ở Quảng Ninh. Ok, em chào anh Luân Phạm. Sao anh không đánh giải này anh ơi? Em thấy thằng em An Thanh Huy có đánh mà. Vừa thấy nó ngồi đây xong. Một pha cầu xa tầm tay. Đội điểm 18-19. Phía bên kia trận đấu giữa Lê Văn Tú Đào Mạnh Thắng gặp Phương Hải, điểm số đang là 17-16, nhưng về cặp đôi của Lê Văn Tú và Đào Mạnh Thắng, đó cũng là một trận đấu rất hay. Và Hùng cũng đã quay lại ở chất lượng Full HD, sẽ up lên YouTube cho mọi người xem sau nha. Rất nhanh. 21-19. Anh Tô bắt lưới cũng rất hay. Ok, Luân Phạm bây giờ đang bế cháu rồi. Đang bế cháu lên không thi đấu giải nữa. Đi làm cái giải, đi cày cái giải anh. Cày cái giải Quảng Ninh ấy. Em chào anh bố Cuti nha. Rất đơn giản. 24-19 cho cặp đôi Long Tô rồi. Rất hay.
Đội trẻ có vẻ đang bế tắc, bị dẫn điểm liên tục, 25-19 cho Long Tô. Đập cầu tốt, đổi điểm 20-25. Em chào anh Thiên Long nha, cảm ơn đã giúp em chia sẻ live stream. Rất bình tĩnh. 26-20. Hơi non, bên kia vẫn không ăn được bởi vì đó là một tình huống cầu rất bổng. Lỗi rồi, đứa trẻ hôm nay đánh không ổn định, hỏng cầu rất nhiều. Thế lúc mọi người chỉ diễn ra ở hai sân thôi nha mọi người. Sân bên kia thì cũng quay lại rồi, chỉ ưu tiên ly một sân thôi. Hai thằng em mổ nhưng mà không ăn thua. Rồi, đập cầu tốt từ Xuân Mạnh. Điểm số 22-27. Mọi người có thể thấy là khi các vận động viên ở đằng sau đập thì các vận động viên trước sẽ có xu hướng là rêu vệt lên trước. Nếu mà cầu mà đi vào tầm tay thì họ sẽ dứt điểm luôn. Không nói thì một số anh em gọi là mới chơi hoặc là trình độ là vài tháng, một năm thì có thể chưa biết điều đó, thì có thể từ sau biết được và bắt lưới nó sẽ nhanh hơn. Như Hùng ngày trước chơi 1-2 năm chưa chắc đã biết cái điều, Hùng nhớ là Hùng còn chưa biết cái điều đó. Chúng ta phải thu tay lên thật nhanh, chuẩn bị trước cho đường cầu tiếp theo. Chứ nhiều trường hợp là các bạn đánh bắt đầu cầu đến mới bắt đầu thu tay lên thì lúc đấy sẽ không kịp. Bên kia điểm số đang là 24-20 cho cặp đôi Lê Văn Tú và Đào Mạnh Thắng rồi. Em chào anh Hải Đăng, giải này là giải cầu lông Badminton Unlimited do anh Quốc Việt Badminton tổ chức ạ. Em chào anh Lạc Lõng nha. Điểm 28-22 cho cặp đôi Long Tô của Quảng Ninh. Liên tục những pha công cầu rất gắt, cầu ngoài sân, 24-28. Em chào anh Lưu Đức Hà, fan cứng Lưu Đức Hà. Xin chào anh Tạ Thắng nhá, chào tất cả mọi người. Người xem góc này tạm được không ạ? Cầu trong sân. Giải được tổ chức rất chuyên nghiệp. Một sân có đến 6 trọng tài. Mỗi sân có đến 6 trọng tài bắt. Cũng có bảng điện tử để đọc đếm điểm luôn. 30-24. Cầu tốt, cầu tốt. 25-30. Chỉ còn một điểm số nữa thôi, cặp đôi Long Tô sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này.
chiến thắng cho Long Tô 31-25, một khoảng cách cũng tương đối lớn.